Chào mừng các bạn đến với website giường gấp tiếng nhật.net của chúng tôi. Xin giới thiệu với các bạn sản phẩm mang nhãn hiệu TN02. TN02 với chiều dài khi gấp lại là 80 cm và chiều rộng là 60 cm. Cách thức sử dụng của giường rất là đơn giản. Các bạn mở giường ra. Tiếp theo chúng ta điều chỉnh độ cao của phần giường. Toàn bộ phần chiều dài của TN02 là 1m70 và chiều cao khi sử dụng là 28 cm. TN02 thích hợp với người không có chiều cao không quá 1m70 và cân nặng không quá 70 kg. Sản phẩm TN02 thì kích cỡ thì tương đương với TN01. Tuy nhiên thì cái điểm khác biệt của TN02 đó là TN01 thì thiết kế bằng khung thép tròn, tuy nhiên thì TN02 được thiết kế bằng khung thép vuông, vì vậy mà độ cứng cáp của nó hơn TN01 với các mối đinh tán cũng rất là chắc chắn và được phủ bằng một lớp sơn nhũ. Tiếp theo, toàn bộ phần mặt giường của TN02 được đan bằng sợi đan tổng hợp với bề rộng của mỗi sợi là 20 mm. Vì vậy mà rất là kín khít, bền và chắc chắn. Tiếp theo chúng ta có thể thấy phần đầu của giường có thể điều chỉnh độ cao tùy ý theo mục đích sử dụng của từng người. Chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn sản phẩm TN02. Khi các bạn đặt hàng chúng tôi cam kết sẽ vận chuyển miễn phí cho khu vực nội thành Hà Nội với thời gian ngắn nhất. Trong một tháng sử dụng, các bạn gặp lỗi của nhà sản xuất, chúng tôi cam kết sẽ đổi mới cho các bạn sản phẩm 100%.